cha trương bưu diệm, lạy cha trương bưu diệm. Tôi tên là Kathy Nguyễn, ở Grand Rapids, Michigan. Mục đích của chị là nếu có dịp mà đi Galilee là nhất định chị sẽ ghé văn phòng cha Trương Bưu Diệm để làm chứng cho cha. Tại vì chị được rất là nhiều ơn lành của cha từ ơn nhỏ đến ơn lớn. Bây giờ chị xin kể. Chị có chuẩn bị chị đi về Việt Nam thì ông xã chị đổ bệnh. Thành ra chị giái quá chừng, chị nói bây giờ 5 năm rồi chị không gặp mẹ. Mẹ 85 tuổi mà cũng đang yếu. Mà bây giờ chồng bệnh như vậy thì rất là khó xử, mà đâu có bỏ với máy bay được. Thành ra cứ giái cha cho phù hộ cho chồng con hết bệnh, đặng con về thăm mẹ chứ. Bây giờ con không biết tính làm sao. Thì ảnh đi, cái ảnh bớ rồi cái hỏi giờ anh ở nhà thách khe được không để mẹ đi. Ảnh nói được. Thì chị đi về bên đó thì một tuần sau là ảnh khỏe. Đó là được ơn của cha, thiệt là một phép lạ. Rồi xong rồi chị đi về bên đó rồi trở qua đây. Trở qua đây thì chị đi giống như trên đường đi rước cháu nội thôi. Chị bị car accident. Chị đi cái đường thẳng mà đường nó chạy có 40 mai thôi. Mà cái ông đó ông chạy trong cái đường nhỏ ra mà ông non stop. Có bạn stop, ổng không stop, ổng đâm thẳng qua. Thành ra chị phải bắt buộc, chị không tránh được, chị thắng không kịp nữa. Thành ra chị đụng ổng, chiếc xe lật dù, có hình trong điện thoại chị. Nhưng mà chị có hình cha Diệp ở trên đó. Giống như chị không bị gì hết. Thật là miracle. Mà cái xe lật luôn. Cái xe, chị chiếc xe ổng chạy ra về, chiếc xe chị chạy thẳng về, chị đụng ổng. Giống như chị biết là chị sẽ đụng, tại vì không có thắng mà thắng đâu kịp. Cái chị la lên, chị la lên, cái chị đụng chiếc xe nó lật ngang, nó nằm nghiêng vậy luôn. Còn xe chị thì total loss luôn, móp cái đầu, cái airbag nó bung ra rồi khói. Cái chị sợ xe cháy, cái chị mới nhảy ra ngoài. Rồi cái chị mới gọi con chị, gọi 911 tới. Thì cái đầu gối chỉ trầy chút xíu thôi, nhưng mà con chị nói mẹ đi emergency đi. Tại vì mình bị là mình cứ đi, bảo hiểm nó lo mà. Chứ rủi giống như là bây giờ mình cảm thấy không có gì, nhưng mà rủi có gì thì sao thì đi. Vô nó check everything hết thì ok hết. Trời ơi, tạ ơn cha. Mà em biết cái điều mà làm chị ngạc nhiên nhất là cái gì không? Chị bị vậy chị hết hồn hết vía, nhưng mà lúc mà đi emergency chị lấy hình cha Diệp chị bỏ cái hình chị để trên xe đó. Làm gì làm, nhớ tới cha. Nhớ tới cha. Chị lấy cái này, chị lấy cái hình cha Diệp, chị lấy điện thoại, nó chị sợ nó kéo xe đi rồi chị mất cái hình của cha. Cái con chị nó cười, nó nói mẹ xe mình vẫn còn, đồ của mình trong xe vẫn còn nguyên mẹ. Chị lấy hình cha Diệp, tự nhiên là em. Chị lấy cái hình cha Diệp theo vô bệnh viện luôn. Cái đó cái về chị nghĩ là trời ơi không biết làm sao nữa. Nhưng cái lòng tin của chị á, nhờ có cha, mà có ai mà đụng xe mà xe thô thổ lót mà không có gì không em? Trời ơi, chị tin, dạ, coi như là không có bị gì hết, chỉ trầy sơ thôi.
đó là một cái ơn quá lớn. Rồi cái đó là hai cái, những cái lẻ tẻ nữa nhiều lắm, nhưng mà rồi cái lúc mà chị về Việt Nam, chị qua đây á, thì chị vừa bị xe đụng chị hết đó, là mẹ chị ở bển, hai cái chân đi không được. Bà 85 tuổi rồi, hai cái chân đi không được. Rồi cũng Việt Nam mà em biết không, cũng cũng nhiều chuyện. Cái bên đây cái cầu nguyện cho cha, cha ơi mẹ con 85 tuổi rồi, con mới về bển thăm mẹ con mà giờ mẹ con hai cái chân đau đầu gối đi không được. Xin cha chữa lành cho mẹ con, cho bà đi tới đi lui như ngày xưa. Chứ già rồi thì đâu có được mạnh giỏi giống như hồi xưa. Cho bà đi tới đi lui, tự bà làm vệ sinh cho bà. Chứ bà nằm một chỗ khổ lắm cha ơi. Đêm nào chị cũng cầu nguyện hai tuần thôi là mẹ chị đi được. Thì đó là cái ơn thứ ba. Đó. Rồi thì gần đây nhất, mới cách nay chưa đầy tháng. Giống như chị có hồi đó giờ thì làm cũng đóng thuế nhiều lắm, mà giờ cũng muốn nghỉ ngơi. Rồi giống như chị cũng bị IS nó audit rồi, hồi cái năm trước chị có làm chứng đây rồi, giờ chị muốn sang hết tên nhà cửa cho con cái này kia, đặng chị hưởng lại cái lợi ích của xã hội cho chị đã tuổi già. Nhưng mà cái điều kiện là chị thấy là tuổi nhỏ nó không có khơi địch, thành nó không có đứng cái loan được. Chị cũng giái quá chừng, chị giái cái đến ngày mà ra nhà băng làm giấy tờ. Ra làm hả, nó chết nửa tiếng. Nó nói không được. Nó nói đủ thứ hết, không được. Cái chị ngồi cái bóp, chị cái kéo cái hình cha Diệp ra nè, cha ơi cha giúp con đi, cha ơi cho con sang tên cái nhà qua được cho nó đi, cho con đi. Thì nó coi nó, wow, that ok, nó chấp nhận liền em. Ôi ơi, chị mừng quá, chị mừng quá trời quá đất, là chị mừng dễ sợ luôn em, chị không thể tưởng tượng được. Rồi xong rồi nó làm giấy tờ hết, đi closing ngày 31 tháng 3 rồi. Mới đây nhất. Chị được ơn rất là nhiều, cái gì chị xin cũng được. Giống như là những cái chuyện nhỏ nhặt ở bên Việt Nam mà chị rầu, chị lo, chị ngủ không được, chị cứ xin cha. Cha ơi, con đang đợi điện thoại Việt Nam, cho con nghe một cú điện thoại để cho con ngủ được. Trời ơi, nổi da gà. Vừa chút xíu vừa nhắm mắt là điện thoại reng liền luôn. Điện thoại reng liền là rồi, everything ok là chị ngủ. Chị không biết nói thì sao. Không có cha là chị chết. Chị là lòng tin tuyệt đối, cái gì là chị cũng kêu cha, cái gì là cũng chị cũng kêu cha. Cầu xin đều được hết. Cầu xin đều được hết. Thì liền. Từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Hiện tại chị cũng đau cái vai, chị cũng y, đau lâu lắm rồi mà giống y. Cuối cùng đau quá cái giái cha cho con, chữa cho con hết cái vai này. Bây giờ nó đỡ cũng 80% rồi, nhưng mà xin hoài nói trời ơi cha có nghe lời con xin khấn không, con đau gì sao con chịu nổi nè kia. Cuối cùng nó đau mà cái tay mà giờ gỡ đầu không được á, gỡ lên gì không được. Cái nào mà cha giúp được thì cha giúp, cái nào cha giúp không được thì cha hướng dẫn cho mình đi. Cha hướng dẫn cho mình đi gặp người tốt. Yeah, nó yeah, thành ra chị tin dữ lắm. Tuyệt đối. Thành ra chị có dịp qua đây chị làm chứng cho cha là một cách để tạ ơn cha. Giống như đưa cha lên gần gũi với tất cả mọi người. Nếu mà mình có lòng tin là mình sẽ được. Với lại cũng mong cha sớm được phong thánh. Với còn một cái nữa. Em mới hỏi chị mới nhớ. Con gái chị nhỏ mạnh đi chung với chị, nó xin việc làm ở bên Cali. Thì chị giái cho nó là cha ơi, cha làm ơn cho con nó xin được việc làm như ý đây cha.
Là nó xin được việc làm rồi, tạ ơn cha, xin được việc làm như ý ở San Jose. Lương rất là cao, hai vợ chồng nó luôn. Thành ra 21 tháng 5 là ngày nó start làm ở bên đó. Ngày hôm vừa rồi nó đi qua bên bển là nó coi nó mướn nhà này kia là nó sẽ mua qua đây. Rồi bây giờ đến thời gian mà nó mua qua đây thì cũng phải giá cha nữa, đặng cho nó đi lái xe 33 tiếng đặng mua đồ qua đây cho nó đi đặng an toàn. Tội nghiệp con gái. Nhưng mà chị xin là được. Chị xin là được. Có cái đến mau, có cái đến chậm. Nhưng mà mình phải kiên trì, mình không có nặng chí. Nhiều khi cha thử lòng mình. Con xin con đâu có tin đâu. Thành ra mình không có nản lòng, cứ xin là sẽ được. Dạ, yeah, cứ xin là sẽ được. Lạy Cha trong bưu diệm, lạy Cha.